Sáng ngày 29 tháng 3, thay mặt cho đồng bào cả nước, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên thành phần tham gia lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được rút gọn theo đúng quy định. Các đại biểu đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và giữ đúng khoảng cách theo hướng dẫn của ngành y tế Uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Con cháu Lạc Hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của đức quốc tổ Lạc Long Quân và các bậc tiền nhân có công dựng nước. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đã vào hậu cung dâng hương hoa lễ vật tri ân đức quốc tổ Lạc Long Quân. Trước anh linh đức quốc tổ, ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường trực tỉnh ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động dỗ tổ Hùng Vương năm canh tí 2020 khẳng định, ngày nay, cháu con được hưởng phúc lộc tổ tiên là nhờ công lao của Đức Quốc Tổ, có công khai sơn phá thạch, dựng nên bờ cõi nước non nhà, để lại cho con cháu muôn đời sức mạnh trường tồn, đó là lòng yêu nước và ý chí đoàn kết, với tinh thần chăm con một bọc, cả nước một lòng, muôn dân đồng thuận hơn 4.000 năm đã qua, con cháu đời này qua đời khác ngày một yêu thương nhau, cùng quyết tâm bảo vệ Sơn Hà xã Tắc, đoàn kết kiên trung để chiến thắng mọi thiên tai dịch họa. Tri ân công lao trời biển của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng hôm nay xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Cầu mong Đức Quốc Tổ Anh Linh phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân chi, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Tỉnh Phú Thọ cùng cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo. Ông trưởng ban tổ chức các hoạt động dỗ tổ Hùng Vương năm canh tí 2020 cầu mong Đức Quốc tổ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, dân khang vật thịnh và dịch bệnh COVID-19 sớm được ngăn chặn đẩy lùi, không để bùng phát lan rộng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.